Chào tất cả các em, sau đây thì cô tiếp tục hướng dẫn các em <laughs> Trả lời hỏi chấm 2 trong sách giáo khoa trang 8 Với giá trị nào của x thì căn bậc 2 của 5 trừ 2x xác định Thì các bạn nhớ đến là Ở phía trên chúng ta đã nói đến Căn bậc 2 của A xác định hay có nghĩa Khi A lấy giá trị không âm Đúng ạ à. Khi A lấy giá trị không âm thế từ đây thì chúng ta sẽ có là um, Biểu thức 5 Căn bậc 2 của 5 2X xác định khi mà À đây chính là 5 2X đúng không ạ? Lớn hơn hoặc bằng bằng 0. Vậy chúng ta có lời giải chi tiết của hỏi chấm 2 như sau. Lời giải chi tiết nó là gì ạ? Biểu thức Biểu thức Căn bậc 2 của 5 2X xác định khi khi nào các bạn nhỉ? Khi 5 trừ đi 2x của chúng ta lớn bằng 0. Vậy thì sẽ tương đương với là 5 lớn hơn hoặc bằng 2x. Vậy tương đương với x sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 5 phần 2. Vậy cô và các bạn đã trả lời xong hỏi chấm 2 sẽ giáo khoa trang 8. Xin chào tất cả các em. Sau đây thì cô tiếp tục hướng dẫn các em trả lời hỏi chấm 3 trong sách giáo khoa trang 8 Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau Người ta cho chúng ta một cái bảng gồm có 3 dòng A, A bình phương và căn bậc 2 của A bình phương A chúng ta có 5 giá trị tương ứng ở đây đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ lần lượt điền vào các ô này Thì các bạn thấy là nếu A bằng trừ 2 thì A bình phương sẽ bằng mấy ạ? Bằng 4 Vì tức là bằng trừ 2 tất cả bình đúng không ạ? Tương tự bên đây là A bằng trừ 1 thì A bình phương của chúng ta sẽ là bằng mấy ạ? Bằng 1 Đúng không ạ? Tiếp tục chúng ta có nếu A bằng 0 thì A bình phương cũng bằng 0 A bằng 2 thì A bình phương sẽ bằng bằng 4 A bằng 3 thì A bình phương của chúng ta sẽ bằng bằng 9 3 bình phương mà đúng không ạ Thế giờ căn bậc 2 của A bình phương thì tức là chúng ta lấy căn bậc 2 của giá trị ở dòng thứ 2 chúng ta vừa tính Vậy ở đây chúng ta dùng ký hiệu này tức là chúng ta nhớ của bài số 1 chúng ta học nó chính là căn bậc 2 số học đúng không ạ Vậy thì ở đây chúng ta có các giá trị tương ứng lần lượt là căn bậc 2 số học của 4 đúng không ạ? Thì bằng 2. Căn bậc 2 số học của 1 thì là 1. Căn bậc 2 số học của 0 ở đây chính là bằng 0. Căn bậc 2 số học của 4 ở đây cũng vẫn là bằng bằng 2 và căn bậc 2 số học của 9 chúng ta có đáp số bằng bằng 3. Vậy cô và các bạn đã điền xong bảng trong hỏi chấm 3 sách giáo khoa trang 8.